Ông cứ chọc. Ông chủ nhiệm ủy ban văn tọa các đảm đương cả nội tịch tham nhạc ca nâng bảo vệ các chuẩn tự tháp định nhà ẩn tại chết đảm bảo văn tọa các tăng sum rút đến đầu chụp sạ xây. Good afternoon, Mr. Witness. Just a few questions for you. Did you see in the East Zone when you were working for Sao Phim? Did you see any advisors or personnel from China? Did you see a visitor from China? Okay, well, I may come back to that a bit later. During the time, those years, you talked about the arrest of East Zone cadre. Did any of your own family get arrested? What about Sao Pim's relatives? Did you see any of them arrested or hear of them being arrested? You mentioned not he was the youngest son of Sao Phim, is that correct? About how old was he? In 1978, was there a gnat, a son of Sao Phim, on the hospital committee? Perhaps you can help us because there's a document that was recovered from S21. And I'm actually referring now to the what's on the OCIJ list, Your Honor, is E3/10604. On that list, number 11676, Mr. Witness, is someone named Hang Nor, alias Nat, who's identified as a member of the East Zone Hospital Committee.
and the son of Pin, who entered S21 on 10 July 1978. Did you know this? Hang Nor, who was on the hospital committee in the East Zone? ខ្ញុំមិនបានស្គាល់ពីតកូលពីអីទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់បានជួបឈ្មោះណាតមួយនឹងជាណែធានពេទ្យភូមិភិបូព៌ាមែនឈ្មោះណាតនឹងរត់ទៅជាមួយទៅជួបគុកនៅស្វ័យរៀងជាមួយខ្ញុំដែរ When you talk about your being in prison, how long was that after your trip with Sao Pim to Phnom Penh? Can you tell us how many weeks or months later it was that you were imprisoned? So when you first went to the prison, would that have been the same month or within the same month of the time that you went to Phnom Penh with Sao Pim? Would have been some days after your escape from Saisat, or was it weeks, or was it months? ខ្ញុំថាប្រហែលជាខ្ញុំមកទៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំនឹងមកហ្នឹងវាជាប់តម្រាំមកខ្ញុំរត់មកនៅអាកាឃ្មួយក្បែរស៊ូហ្នឹងវាជាប់ 10 ថ្ងៃជាងហើយតម្រាំខ្ញុំធ្វើដំណើរដើរតាមហ្នឹងវាយកពេលជាងណាទឹកដែរបានរំដល់ស្រុកក៏ទៅវាយូរដែរហើយជាជាប់ជិតមួយខែដែរបានមកដល់ស្រុកបានខ្ញុំជាប់គុកបាទ Thank you. And then you were in prison for some months after that, is that correct? ហើយបន្តមកទៀតលោកជាប់គុកនៅទីនោះរាប់ខែអញ្ចឹងមែនទេ? Where exactly was the prison that you were held at? តើគុកដែលលោកជាប់ហ្នឹងនៅម្ដុំណាដែរ?បាទនៅវត្តគេហៅវត្តក្តីរំដួលក្បែរមាត់ទន្លេស្វាយរៀងដែរបាទខាងជើងក្រុងស្វាយរៀង How many people were held at that prison? តើមានមនុស្ស ប្រមាណអ្នកដែរដែលជាប់គុកជាមួយលោកនៅទីនោះ បាទខ្ញុំមិនរាប់ចំនួនមិនអស់ទេគាត់ប្រហែលជាជាប់នឹងប្រហែលជា 200 ជាងយ៉ាងបាទកន្លែងគុក When you were arrested, did you hide your identity in some way? Did you tell them you were a bodyguard for Sao Pim? ខ្លួនលោកហ្នឹងតើលោកលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឬក៏លោកប្រាប់គេថាលោកជាអង្គរៈឬក៏ជាអ្នកការពាររបស់សោភឹមបាទពេលលោកខ្ញុំលាក់
bạt khiom tha khiom nau kalaing kasithan kalaing chum ne chum ka ai nung bạt khiom lak luon dae tae nuk khiom sman tha bơ rya pel yu bntich ko mon ruoch khluon dae bạt nau ta slap tong os nung neak chok kok na som chao yobol. Did you see or learn of any of the prisoners there being killed? Ta luk mien dang tha mien neak toh na nau ti nuh tru ban kea samlap dae te. Bat ma pel nong ku khnyom ot ban dang te phu. Ki vie chom kalaing kuk nu. Ko ma ton ma ton khlai. Na thom chei trong trei me chbi. Ong ta ki se. Merci, Monsieur le Président. J'interviens à ce stade pour objecter les premières questions étant en rapport avec l'expérience des témoins, mais là, Monsieur le Co-procureur va poser des questions sur une pagode de prison qui ne fait pas partie du champ du procès. Donc, j'objecte à ce que les questions soient posées sur ce point. Monsieur le Président, je vous remercie. Your Honor, we're on the this witness has been called for the trial segment of purges. Talking about purges of the ESA, I'm about to ask him about the kinds of persons that were at that prison and what happened to them. Witness called at the request of the defense. I think it's directly relevant to purges. My questions. Il ne me semble pas que le témoin a été appelé pour parler de purge qui ne font pas partie du segment. Nous avons en fonction de la décision d'injonction, il a été appelé parce que la question du complot, c'était ça, c'était très bon pour laquelle il avait été mis sur la liste. Donc aujourd'hui, utiliser ce point pour dire que l'on peut parler de purges qui ne font pas partie de បាទហើយដោយសារមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនៃការបោះសម្អាតភូមិភិបោពាដែលជាអង្គហេតុដែលចោទប្រកាន់ទៅធ្វើវិភាសាទៅធ្វើដាក់ជាអង្គហេតុនៅក្នុងសោសនពីស្លោសនពីដូច្នេះសំណួរនេះអាចឆ្លួរបានពីព្រោះវាជាបច្ច័យជាតំណែងតំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអង្គហេតុបោះសម្អាតដូច្នេះអង្គមានបដិសេធនៅក្នុងជំទាស់នេះហើយ Certainly. My question was if you saw any people in that prison killed or people that you believe were killed because they disappeared. ដាក់ចំកន្លែងគុកមកជុកចង់តល់ភ្លឺហ្នឹងលំឡើងនឹករត់បាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទមានអ្នកណាស្លាប់មួយទេបាទសូមចាប់សំណួរបាទ
The people that were in the prison with you, were they people who were at least claiming like you were to be ordinary workers? Or were these obviously East Zone Division soldiers, Division, District, Sector soldiers? Từ cái lại chọp riêng sốt với mùi nhóm nóng cứ sắp tới nẹ nơi khá nơi cả xuống vô thiê khá nơi hàng mình tì cả xuống cục cái lại cả thì than nơi cho nơi cái lại khá nơi phùm phía khá nơi nằm bon đòi vừa mà sọc cầm nát bình tới kì bà mô lần ọ và sống chọp mà When you were not in the prison, either before or after you were in the prison, did you see any killings of East Zone soldiers or cadre by soldiers from the center or central zone or southwest zone? But kì xâm lạp phim đại loại dương khơi như thế mà còn thà bọc bạt luôn tới bạt tâm mong cái hà tờ riêng bạt tâm mong và thà xâm lạp ở khơi toàn phần này đại mình đại khơi như thế xong chọc mà I believe you said that in the defense office there was a total of 60 people, including the support staff. Do you know how many approximately of them survived 1978? Survived? Bạn chụp nâng chụp nơi tới khmeng tốt tốt nhưng hai buôn pram nẹ đây là chụp nơi ruột nâng cái vì nâng ruột bạch nhóm khá khí tư ruột tư Việt Nam khá khí tư là nơi bạc ở tư vì lưng nơi ruột khí nơi ruột nơi vươn mà sọc nẹ là khmeng khmeng là thông chả đây hay là và nơi bị bị nẹ đây sống chập mà. Did you ever come across killing fields, locations where bodies of East Zone soldiers or cadre were disposed of after killing? Đi việc bị kia cứ cái loại đặc kế sập bẩn nô đại đệ bạn xem mình đại khơi cái lại nông thế khi mình bàn từ đó chụp cái lại là bị khét nông thong và What happened if you know to Sao Pim's wife? Ta lúc đang tiết tham miền ở vây cả lang chụp bộ bắp bún Sao Pim. Quân sau phẩm nhóm ăn bán đăng thong quốc quân nơi cái lãnh xây vì lúc nhóm nơi cái lãnh xăng nhóm ăn bán đăng thong Before Sao Pim's trip to Phnom Penh Mình bên đã Sao Pim thua đầm nà tới Phnom Penh hay có sẽ lập khuôn cái tham lập môn Did you ever see people arrested and taken to Phnom Penh? Ta lúc thua lập khuôn cái chập khuôn bởi nó hay dựa tới Phnom Penh đi Và thường một nâng nhóm mình đại khuôn thôi mà cái chập mình đang chi Đó mình đại khuôn chẳng mình đang mình hiện dây mà mình đại khuôn mền mà Did you ever see security from the center coming to the East Zone to pick people up?
đâm bay chạm mà nước đã được thế. Màu bị cả đá lấy cái đá là màu bị phù một phía cả đá rồi còn màu bị cả đá là mấy cả đá ăn dồn lên là không ai nắng thì mình dồn lên. Thank you. Did you see people coming from Phnom Penh? Ta lục thập khơi mình nước màu bị Phnom Penh. To transport màu đặc trưng persons back to Phnom Penh. Cam màu bị bao giờ tới Phnom Penh chứ? Back to Phnom Penh. Cứ bao nhiêu tham mà chập khloan giờ tới Phnom Penh chứ? Bạn nhưng mình đây ban khơi toàn phần này chứ ba bị pro ba sân na khi khi mà chập có men toàn là mà chập cái lái nhưng nằm nang ban nhưng khơi như thật nhưng bước nhưng nơi cái lái nơi cái lái bị pro mình ban thời mai nước mình men ban đa là hết rồi hết ba thằng nào cái lái na cái lái nhưng mà thật thứ ca từ na mà na toàn là miền ca bằng chia rồi có miền phan ca ấy tây bằng tây mà thật đa khơi đa đi tây ở miền đa ban đấy thì non nong ba xong chợ bò Did you ever see any Vietnamese who had been captured? Ta luk thlop khoeng ke chap khluon chon chit Vietnam hai trou ban Khmer forces whether it was East Zone or any other forces. Kom to Khmer. Did you see any Vietnamese soldiers or civilians captured? Ni chana khnyam chang suot tha ta luk thlop khoeng ke chap khluon kong tuop ruko chon civil Vietnam te. Bat mon dal khoeng te bat ru. Teh doy laik doy khnia mau rat ta laik khoeng he ha. Did you ever by chance see a video of Vietnamese arrestees confessing? បាទមិនដែលឃើញទេបាទចំនួននោះគ្មានវីដេអូគ្មានស្អីផងបាទតែវិជុគ្មានស្ដាប់ផងបាទតែឃើញផងបាទសូមចាំ I want to ask you a little bit more about the visits of NUON Chia to the East Zone. Is it correct you told us he slept in the defense office in Song? Is that right? យល់ន័យថាត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវមិនខ្ញុំអត់យល់ន័យហ្នឹងផងបាទដឹកឆ្លើយថាម៉េចវាគាត់ថាចុះទៅហើយត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនដឹងថាន័យគាត់សួរសួរសំដៅលើអីផងបាទនួនជាតែពេលទៅធ្វើការនៅភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងតើគាត់ទៅស្នាក់នៅមន្ទីរកងការពារនោះដែរឬទេបាទបើថាគាត់ស្នាក់នៅគាត់មានទៅបាទមានទៅស្នាក់នៅនោះដែរបាទ So do I understand correctly then Nuon Chea ចឹងមានន័យថា sleeping Nuon Chea ធ្លាប់ទៅ bodyguard unit of Sao Pin សម្រាប់នៅ right in his មន្ទីរការពារ of his own security Sao Pin security Sao Pin តែអញ្ចឹងមែនទេគឺបានន័យថាគាត់ទៅនៅកន្លែងអង្គរៈរបស់ Sao Pin តែអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទ Did Nuon Chea give any speeches that you recall? តើលោកចាំទេថា Nuon Chea គាត់មានធ្លាប់ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាអ្វីដែរឬទេនៅពេលនោះបាទតែឃើញផងតែឃើញឡើងថ្លែងនេះ
Mr. Witness, there's a point of your interview last year that I don't quite understand, so I'd like to read it to you and ask you to explain. And you said this about the time that you were talking about the trip to Phnom Penh with South Phnom Penh. So this is at English 013-533-391. In Khmer, it's 014-4-0587. And in French, it's 013-4-5525. You were being asked about the trip. And about taking guns along, who brought a gun, and what Sao Khun was wearing. You also mentioned someone named Phy, P-H-Y. And then talking, you said he was wearing black trousers with rubber stretch waist. You were asked, did he have any gun on him? You said he did. But his gun was in his bag. At night, I took his gun. He asked for it during the day, but I did not give him. You said that he said, where are you taking my gun? Give it to me. But that you did not give it to him. You said that it occurred to you that he was tired. He just walked for a bit, and they arrested him in front of us. He was blindfolded and punched up. He was arrested that night. And then after they shot him, and I had gone to restrain them, this old guy said, now get out of this house. So I'm very confused by that. Does that ring a bell to you? Can you explain what you were talking about? But more people say no one to battle. Yum, slow it down, lap, loud, that I'll look, say, hey, look. Bought chalk, bought lung yard, and might young, young go wet there, build a tag a line, then keep bind the top of tie, no. Build a got, they'll keep binding, young got toy macrow, yeah, young jay, battle, toy mock and crowy, be at a line. ແລະគេចាប់តបតាយថ្វាយមកក្រោយវិញមករកកន្លែងផ្ទះដេកវិញព្រោះបាញ់វាមាន 2 3 4 3 4 ណាក្នុងមួយយប់នោះដល់ពេលថ្វាយមកវិញហ្នឹងគាត់ឈ្មោះភីដែលខ្ញុំគាត់សុននោះមិនថានិយាយភីហ្នឹងគឺក្មេងកុមារមួយដែលចុះតាមជាមួយខ្ញុំហ្នឹងជាសម្រាប់ហុចយួរកត្រកឲ្យគាត់យួរមេ So, do I understand correctly that Sao Phim asked you to give him his gun? That you were holding it and he wanted it. Is that right? បាទពេលដែលភ័យស្រតាប់តែកភ្លើងគាត់មិនដែលសូវកាន់ខ្លួននេះគាត់នៅតែភ័យក្នុងកាន់នៅក្នុងកត្រកភ័យនោះដល់ពេលនេះទៅខ្ញុំក៏ជួយយួរកត្រកអីវានឹងរត់ថយមកក្រោយវិញបាទលឺអានឹងវាអញ្ចឹងទេបាទ In that little section I read, it said that someone was blindfolded and punched. Does that ring a bell? Who were you talking about? Was that Sao Phim or someone else? ចេញ ពី ភ្នំ ពេញ មក ហើយ មក ជា ក្រសួង មន្ត្រី ដែរ តែ ខ្ញុំ មិន សូវ ស្គាល់ វា គេ មក ជួយ ការ ពារ នៅ ជាមួយ គ្នា ពេល យប់ ហ្នឹង បាទ ដល់ ពេល ប្រដាល់ គ្នា ចេញ ពី ផ្ទះ ហ្នឹង ទៅ ថា
ca chui ca pia tới đó khăng mục nung cái chắp nè nung nơi khăng mục nung mà tại mình scroll chmua cái tay pru xuống nơi đây lại được đời kia còn ta phụ một phía bộ pia đây bạn xong chặt được bao I see. So one of another East Zoner, but from Phnom Penh, who was standing guard with you during this incident, was arrested, punched, and shot. Do I understand correctly now? My pelung chap nung pel yuk pan lap ban man dang an net chap nung ban dang co ban tre crop ni ai nung gom dang pro pelung. Đọc rút luôn mặt hàng về cái sài trên top ở lực đáy lực ấy tức có bánh chôn lúc ngọt nhìn từ từng xong kháng bánh đang trời cổ đọc hàng nà okay. And this is what occurred at Kasai Sa? Sát bệ nhà ta rương rá này cắt lăng nụ ở rây sát rứ bạt nơi ở rây sát mà Araiksat, thank you. Ba Araiksat, but Okun I wanted to ask you a question. Based upon what another witness has told the court. This is a WRI of NUON, it's at E3/5531, answer 62. First of all, do you know NUON? Ta lok skol NUON te lok sak sai. Baat khom ot skol te baat. He said that he received a letter from Sao Pim's former chauffeur. The letter said to comrades Sao and Soon at the leaving workshop, please have the force ready to protect our force from being captured. Because in our estimate, there must be a military coup led by Sun Sen to topple the party's secretary and deputy secretary. Did you ever hear Sao Pim saying that he thought that the arrests were part of the coup led by Sun Sen? The witness went on in the same answer to say that his chairman told him that he had received a letter from Sao Pim. And Sao Pim said that he would go to Phnom Penh to discuss the issue because he had heard from the radio that Pol Pot and Nam Chea would go to see the chairman of Burma's Communist Party at Phuchintong Airport. Do you remember Sao Pim making any comments about meeting Pol Pot and Nun Chea because they were going to be at the airport meeting the Burmese? But you might lose there, but people, you can't be able to talk about quạt từ nam mũi của con là prata chun từ nông từ chân mạch nông chẳng thà quạt dây pi say say quạt đài dây prap dương thế another book that you've been read to you is by this Australian
historian Stephen Morris, E3/7338. And I want to ask you about something he wrote. This is at English, there's no other French or Khmer, 01001773. He said, one of the eventual victims of Pol Pot's purge, was Secretary of the Eastern Zone of the CPK and a member of the Politburo Standing Committee. He had been one of the most staunch advocates of attacking the Vietnamese. Did you ever hear Sao Pin speaking about taking the offensive against the Vietnamese and attacking the Vietnamese? Mr. President, I don't have further questions. I believe the lead co-lawyers have some questions. លោកមានដឹងទេថានៅពេលដែលនៅលោកនៅកំពង់ចាមដែលលោកការពារលោកសៅភឹមថាតើលោកមានបានជួបមានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសណាដែលលោកសៅភឹមដឹកនាំអង្គប្រជុំអ្វីមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមដែរទេ បាទខ្ញុំមិនដែលបានជួប កន្លែង អង្គប្រជុំ នឹងទេ បាទ នៅ កាល ដែល ខ្ញុំ ទៅ នៅ នឹង បាទ ហើយ អញ្ចឹង លោក មាន ដែល ពាក់ ឃើញ រឿង កថា បាន ចូល រួម ឬ ក៏ បាន ដឹង លឺ អំពី ការ រៀប ការ អ្វី មួយ នៅ ទី នោះ ដែរ ទេ នៅ ភូមិ ភាគ បូព៌ា ហ្នឹង បាទមិនដែលឃើញទេបាទបាទនៅក្នុងឯកសារមួយដែលជាឯកសាររបស់ខាង DC Camp ខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានលេខឯកសារ E3/10714 EON ជាភាសា ខ្មែរ 013/27932 សំទោសលោកប្រធាន ខ្ញុំ អត់មាន EON ជាភាសា បារាំង និង អង់គ្លេស ទេ នៅក្នុង នោះ គេសរសេរថា គេសរសេរគេស្រង់ចម្លើយពីលោកគេសរសេរថា សៅភឹម បាន ប្រជុំ ជាមួយ គណៈ តំបន់ និង បាន ណែនាំ ពី ផែនការ ដែល ថ្នាក់ លើ đã một thư chứng trong trang sử bạch trẻ lộn đoàn tiết thả tớ lộn miệng bản đăng thả lộn sau phâm thọp bản bạch chôm cho mùi cả nạ đồng bón rồi gò bạch chôm bị thả nạ cao bạch quọp đàn dây bị phèn ca từ tuột bị thả nạ lờ màu đại lý tế lộn bạch chôm xong có lại đã phèn ca phèn ấy nâng viên chìa có xuống tuột bạch to khỉ bạch thả tư chúng đã phản ca đó mong đôi nhưng mà đã chụp bật tẹt thế mà còn phản ca cái thứ chị ai cái xa ai ấy tầng đó mong và anh chị lục mình bị bệnh cho Yes, Mr. President. Same objection as earlier. Objection to which the prosecution responded that they agree with the defense that Sopim
I don't quite understand the objection. Of course, Sao-phim, a zone leader, can be saying to implement the standing committee's decisions. He's part of the standing committee. That's different than Sao-phim saying implement a sector decision or a zone decision or a district decision. The question was whether Sao-phim, the witness indicated earlier, that Sao-phim had told the sectors implement the upper levels and of course upper levels decision. អនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់លើបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មី013 737 ','//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 
nong phum phia om pi phan ka thnak lơ dai rui te rư ko tha ka nai nom nong mien tomrong chi baep ai phseing krau pi ka pachum ptoal dai rui te tam khnyom pan sman dang nang mue tha pachum baek nji prakas nang luoj do at mien dai krai ta kwat chok teu tam bọn chỗ chụp tam làm bọn nông cây quật, rạp hèn cả, về chỗ tư nông nhom có một bàn sạp quật đấy, bộ nhom còn là tư hiện nay tại khang cài và thà ở lư tuột chỉ vì ở lư hèn cả và cả nông phong và lục sạ xây đồng lộc non tiết trong cả này lục sạ xây mình đắng rồi có miền phía được bị chụp bớ cứ lục sạ xây lại thà mình đắng vì chia cà sạch chỉ việc cái chơi để mình cho bạn lo hay phép mình đăng đăng rồi còn mình đăng nó cứ bạn nhé nhé hay cả mình đăng rồi còn mình đăng từ bây giờ bớt mà mình đăng gì rụng lực rồi hơi cả việc mình lúc sáng sớm tam đại lục đăng hay là đại lục còn lục sau phấm lúc anh dây thà còn chỉ mình nuôi giang đội mà đánh đá lục và ta lục sợ sao phẩm chỉ một đại cơ rục tam thân hạ lơ đại tế sợ thầy mà tôi lời đó anh chị lượng từ bi về cho cô bé I object to that question. Mẹ, tại vì cô bé không xong chúng tôi tôi nâng xung lô ní bí bú tha ở miền nẹt na chi mê chi chụp ảnh bảo sao phơm chi tê. The case file shows that that's not true. Sắp về nhà, sơn nấm rừng bằng hai copy nín. DK, there is a. Nóc nong sơ mai Campuchia bị chết tập tay. Pol Pot's position, the prime minister's. Pol Pot miền tu nít tê chi là dụng rạn mặt trai. Sao phơm nín chi cả bớt tha cọt chi sơ mai chi cả na chân trai bớt tay mình mến cọt mình mến chi. He was very high in the regime. Mình đốt đài miền lục đáp lệ muối nóc nong rập bọc tê. Pol Pot Nun Che. Cứ tha cọt thắt nấu cọt Pol Pot nâng Nun Che tê. Oh, that's a very interesting new perspective from the prosecution. Mày từ vì cụ bên đi chia ca dồn khơi nhờ bỏ sạc về nhà tê. The trial chamber judgment. Kim dồn khơi thà sal cọt nó bỏ ông chung một cái sal bốn mà bị chết cho ba rồi hỡi. Quote unquote joint strong vì vậy ông kỳ sạc ông cần ông sạc ông cần tất cả mà rùm à nhấn việc miền là vậy trâu nhê rồi đạch bị nia ở khơi nạn na lịch môi nạn na lịch pi hay nạn na miền âm na lịch phần màn phần to nô tia tê đôi chứ này inaccurate to say that vì chỉ cả trầm trâu hết đây là ai như vậy bàn thả bề được là nó
Pol Pot nung nuon chia rank over Sao Phim mien thanantra sak nung kư tha khpo chieng Sao Phim ve chăng pon tae chung ka mon tram trâu te ka tha baep ni sak preña nuon chia was number 2 in the regime ka nyom yol khoy tam ve tavi ka pia kdai ko yol khoy doi khnie yol srob doi khnie tha nuon chia nung kư mien thana lech 2 hai ពីព្រោះជាចាឆ្នាំហើយយើងតែងតែឡើងនិយាយទទួលស្គាល់គ្នាថាខ្លួនជាគឺលេខ2 វិកាពីក្តីជារចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចអ្វីដែលយើងកំពុងពិចារណាគឺថានួនជាជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាយើងជាប្រធានសភាប្រជាជនគាត់មិនដែលនិយាយថាគាត់មានអំណាចណាពោះជាងឬក៏ធំជាងរស់ញឹមឬសោភំទេចៅក្រមលោកបាននិយាយចង់និយាយថាចង់និយាយថារាល់សមាជិកសហគ្រិតកម្មរួមត្រូវតែមានឋានៈដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចមេធាវីត្រឹមត្រូវហើយមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតនិងនួនជានោះមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឋានានុក្រមមានអំណាចណាដែលពោះជាងសោភឹមនោះទេគឺគណៈចន្ទ្រៃទេមិនមានកន្លែងណាមួយនៅក្នុងឯកសារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបែងចែកឲ្យច្បាស់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចនេះទេបាទអង្គជំនះបាក់អសែតដែលជំទាស់នេះហើយសំណួរនេះអាចសួរបានសាស្ត្រាចារ្យឆ្លើយតបនឹងសំណួរលោកសាស្ត្រាចារ្យតើលោកនៅចាំសំណួរខ្ញុំទេផ្លេចបាត់ហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យតាមដោយលោកស្គាល់លោកសៅភឹមតើលោកសៅភឹមជាអ្នកជាមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេចដែរថាតើគាត់ជាមនុស្សដែលគោរពតាមការណែនាំរបស់បកឬក៏មជ្ឈិមបកឬក៏របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកដែរឬទេបាទជំនាន់នោះខ្ញុំដូចជាមិនចេះវាយស្មាននោះទេគ្រាន់ថាការងារមានគោរពនីតិទូនីតិនីតិសូម្បីថ្នាក់ណាដោយក្រសួងនីតិឬក៏សមាជិកបុគ្គលិកណាក៏ដោយតែដាក់ផែនការមកធ្វើគឺធ្វើហើយបើមិនធ្វើវាខុសខ្លួនអញ្ចឹងថ្នាក់ណាក៏ត្រូវធ្វើដែរបាទសូម្បីប្រជាពលរដ្ឋជនអញ្ចឹងដែរគេឲ្យធ្វើធ្វើបើគេយើងមិនធ្វើថាបានសេចក្តីថាយើងប្រឆាំងបាទខ្ញុំមកថាឲ្យស្វាន់ស្មានថាវិបមាវិបណាខ្ញុំមិនចេះបាទអត់ចេះវាយតម្លៃអត់ចេះនេះផងនោះបាទចឹងតាមដែលលោកស្គាល់លោកសៅភឹមតើលោកមានដែលមានពេលណាមួយលោកលឺសៅលោកសៅភឹមនិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏បកឬក៏មជ្ឈិមអីដែរទេបាទមិនដែលលឺទេបាទមិនដែលលឺអភិបាលសាគាត់មិននិយាយឲ្យយើងលឺព្រោះយើងជាអង្គរៈសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាតើគាត់បង្ហាញអំពីការគោរពរបស់គាត់ចំពោះថ្នាក់លើឬក៏ថាថ្នាក់មជ្ឈិមថាអចិន្ត្រៃយ៍ដែរទេការគោរពគាត់បង្ហាញរដងដែលថាលោកឃើញគាត់ហ្នឹងលោកឃើញគាត់បង្ហាញពីការគោរពការស្ដាប់តាមការណែនាំពីថ្នាក់លើដែរទេបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនយល់សំណួរយល់នៃសោះរឿងគោរពបរុផែនការនោះដូចតែខ្ញុំថាតាមន័យខ្ញុំយល់ដូចខ្ញុំឆ្លើយបាញ់មិញគាត់ថាផែនការដាក់មកធ្វើបើមិនធ្វើសូម្បីជាប្រវត្តិក៏ចំណន់នោះក៏ដោយបើថាគេដាក់មកហើយមិនធ្វើគឺបានសេចក្តីថាយើងប្រឆាំងពេលនោះឲ្យបើថាគាត់សួរថាបែបណាបែបណានោះខ្ញុំដូចអត់យល់ក្នុងផងបាទអញ្ចឹងលោកមានដែលឃើញលោកសៅភឹមប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចថ្នាក់លើដែរទេបាទក្នុងនឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញទេបាទមិនដែលឃើញឆាំងឬស្អីទេបាទអញ្ចឹងអរគុណជឿលោកសាស្ត្រីខ្ញុំអរសំណួរហើយសូមអរគុណលោកប្រធាន
បាទអរគុណហើយយើងមានសំណួរបន្តិចបន្តួចចង់សួរលោកបញ្ជាក់បន្ថែមហើយទីមួយគឺលោកបានឆ្លើយរួចហើយគាត់យើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពេលវេលាដែលនឹងទីកន្លែងដែលលោកឮថាសោភឹមបានផ្ដំផ្ញើជាមួយនឹងហេងសំរិនថាគាត់នឹងទៅធ្វើការដោះស្រាយនៅជាមួយនឹង នៅប្រំពេញហើយប្រសិនបើគាត់បាត់ដំណឹងគាត់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យប្រមូលកម្លាំងសេះតល់ចូលព្រៃដើម្បីតស៊ូនោះតើគាត់និយាយនឹងនិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នានឹងនៅទីកន្លែងណាហើយនៅវេលាម៉ោងប៉ុន្មានដែរ bạn tên nóng cứ quạt như vậy nữa còn phải về như riệp nhom riệp lăng quạt có riệp liệt như cho mau lăng lan nữa mà nơi có hai người liệt nhom sman tên nóng mệt với sắp phải miền mau hết anh không nhom sman và hai chỉ mau bay như vậy tên nóng mà miền mau miền như là cài nạp vậy non nóng mà អញ្ចឹងក្រោយពេលនិយាយបញ្ហានឹងភ្លាមគឺលោកសោភឹមហើយនឹងក្រុមរបស់លោកដែលជាកងការពារនឹងចេញដំណើរមកភ្លាមពីក្រុងព្រៃវែងមកកាន់ដល់រែកសាត់នឹងតែម្ដងមកទិសដៅមកសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងមែនទេ បាទពេលនោះគាត់និយាយរៀបចុកវិលាឬតុកនោះបាទខ្ញុំឮខ្ញុំ chỗ tới giờ của mô đọp tất hay nâng cao tất nâng lưu gọt dây bà đài bà đàm khía tập ảnh nâng bà ấy hỏi chọc làng làn màu đó màu từ làng từ xoay to làng từ bọt tam bị khá bị phân nơi nâng bà bà ạ con hay dân dùm ní đây thua đồng nào màu nâng cứ miền miền bà màn khướng miền tay mùi khướng rồi có miền bì khướng rồi có miền tràn khướng បាទជានិមនេះជិះមកមានតែ២គ្រឿងហ្នឹងឡានអាស៊ីបកាលនោះអត់មានតែតបូលកណាត់កង់៤តូចតូចចំនួនតាំងពីចំនួនអាមេរិកកាំងហ្នឹងបាទជិះជន់ហ្នឹងអាស៊ីបតាំងពីគ្រឿងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអាស៊ីបតាំងពីគ្រឿងបាទ lúc nơi chăm nè bọc bò dịp tăng phí cường nơi khá nạ nụ đài thư đầm nào phí bởi vệ mọc đò rạch sạch đài thầm đài mọc cọng phụng bình nụ ta nè bọc bò rạch dân lúc có chú mùa nè tăng phí nè nụ đài được tí bà chăm sọ phụ nè bò là nâng có phụ nâu mà cà phê cho mùi nhóm nóng đai mùi cho mùa kếm mùi cho mùa mênh và bà hỏi quân hay lục đăng tầm nâng cơ tùa bọn đồng biến đồng bì chụp với sana nẹ bạc bò rạp dân đồng bì nẹ nốt đai được tí ta chụp với sana bạc quật giang mạch đấy bạt nhom miệt lực tâm đăng anh thích thế bạt và hay chỉ sập bạt ở linh hơi và mình nở thế được toàn là nó nở từ chỉ mùi chuột quạt nó hay và xong mà chọc à bà ông quân hay cho khán áp đây lục tu ban bồ đề miên pì chụp với sanh ra bao lục sầu phâm đại thà bồ đề miên pì con tôm នៅព្រិចពូថាបានគាត់ធ្វើអត្តឃាតនោះតើលោកបានដឹងព័ត៌មានពីជោគវាសនាអ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកនោះដែរឬទេក្រៅពីអ្នកតកងឡានពីអ្នកនោះតើអ្នកផ្សេងទៀតនឹងមានជោគវាសនាយ៉ាងម៉េចលោកបានទទួលព័ត៌មាននោះដែរឬទេបានព័ត៌មានជោគវាសនា
បាទខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះដោយសារគីមតកងឡានក្នុងប្រាំថាយើងមកតំបន់គឺមានស្គាល់តំបន់ឈ្មោះឈៀនមួយមានតំបន់ហើយនឹងឈ្មោះច័ន្ទហុកច័ន្ទសេងហុកចឹងមួយបាទមានស្គាល់ឈ្មោះពីរអ្នកហ្នឹងបាទនឹងឈ្មោះឈៀននឹងបាទតែពីរហ្នឹង កាលនោះឈ្មោះឈៀននឹងលោកដឹងថាគាត់ដែលថាស្គាល់ណាតែគាត់ជាភូមិលេខាតំបន់ណានៃភូមិភាគបូព៌ាមកតលពេលឥឡូវនឹងខ្ញុំផ្លិចហើយព្រោះមិនមិនដែលឈៀនឈើជើងនឹងនៅម្ដុំខាងជើងក្រុងព្រៃវែងបាទខាងក្រុងព្រៃវែងនឹងមក មកដុំអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែມັນដឹងខ្ញុំវាផ្លេចມັນដឹងគេបែងចែកទៅមន់ស្អីមន់ស្អីព្រោះវាបែងចែកទៅតាមស្រុកហ្នឹងហើយខ្ញុំអាទឹកមកអញ្ចឹងមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រអស់ណាសូមចាប់ហើយលោកដឹងថាឈ្មោះឈៀននឹងដែលជាប្រធានតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតឬក៏ដែរជួបគាត់ទេឥឡូវនេះតាំងពីលោក ក្រោយម្ដងឆ្នាំ1990បាទមិនដែលឃើញទេបាទប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយជំនាន់នោះបាទព្រោះឥឡូវមិនដែលឃើញមុខហើយមិនដែលលេចលឺផងបាទបាទអរគុណហើយសូមលោកបញ្ជាក់រំលឹកឡើងទៀតកាលលោកមិនច្បាស់ទេគឺឆ្លើយថាមិនដឹងទេណាជាវាង ឆ្លើយឲ្យមានភាពទៅពេញទៅពលក្នុងការចម្លើយរបស់លោកចុះលោកសេងហុងមិញភូមិភាកលោកចាំទេថាលោកសេងហុងហ្នឹងគាត់កាន់ភូមិនៅលេខាតំបន់ណានៃភូមិភាកបូព៌ាបាទ កាលដែលខ្ញុំមកនឹងជួបគាត់នៅតំបន់ភ្នំឈើកាច់យើងឈើកាច់ព្រៃវែងហ្នឹងបាទគាត់នៅម្ដុំខាងកើតភ្នំឈើកាច់ហ្នឹងមិនទីគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែទីគឺនៅកន្លែងណាខ្លះទេបាទគាត់ខ្ញុំមកជួបគាត់នៅត្រង់ហ្នឹងបាទហើយគាត់មានឋានៈដែលលោកជួបហ្នឹងគាត់មានឋានៈជាលេខា ឬក៏មានតួនាទីអីដែលលោកដឹងច្បាស់លាស់ថាគាត់មានតួនាទីអីលេខាឬក៏អនុលេខាឬក៏ជាសមាជិកតំបន់
trong cái lại nhưng khum mình chbas thế ba ruk mình đặng lê kha mình đặng phát thiên cũng đặng đai ba ruk khum còn tha quật nơi nằm bọn đặng nằm mong ba tụ là miên cái práp khum tha ban ban khum đặng và xong chọc chim nu ba ba ơn quân hay lục đặng tha nơi phum phiệp bồ pia nưng nẹ đael và tổ hợp vì sao phẩm đó miền đại nà khá thế nơi phùng phiện nơi phùng phiện bộ phía bà đừng bật tọp nắng nhầm mình đang nẹ nà tu nè tì cháy đế bằng con là đang ăn bật thiên một tì mùi nơi cái bài nhầm nắng con chia nụ ta nóng văn quật nụ thiên cái đọc đạm tìm đắng ngô nụ thiên đọc đạm khang cách ca phụ một phía không đăng đề và nó đăng hợp quát nơi nông mình tìm là bà con hay cho lúc đại school nằm bọn mà phê mùi đại tí bà nhom lâu nhom plek ở hai nhom ban đăng ký bài chạy từ na từ này nhom chấm non nong lâu plek ở toàn lâu ban đập lọp đá ta nhom ban ban lâu đăng thế ban nam phơi mùi cả nong lâu toàn lâu du phích là bà hay lúc ai bên chạy bàn đại tí nơi tì tăng của loài đại lục Pratha chỉ sơn nát ca phù một phía ta sơn nát ca phù một phía nước nơi tì tăng nơi nơi bật bọt nơi cái này nà nhom cái này bà cái này tì tăng sơn nát ca phù một phía nước nhom mình đã bàn tại chỗ đây bà vẫn còn ta lưu nè đàn ông na thì ca nâng cái mao đòi cái này nhom nâng nhom su cái thằng này nữa thằng này na thì ca nâng nơi cái này sôn thủng buôn bắn mình đăng sôn thủng buôn nâng thật nơi cái này na nơi hàng trương nó chiết đăng nơi hàng nam đăng đề và nhom cục nhom đại bàn tư lại nhom và cho lúc đăng tha sau phẩm nơi cột xa từ thì mình thì đành sơn đạt ca phùng phịa bồ pì nhận nhọp đại được tí và về nông cột mặt đại là từ đấy và già mặt nhom tần nơi cái nhom môn môn đăng đấy mà về nhom tần nơi mùi cột nó cột đại là từ đấy miền bị sơn đạt ca thì mạo miền rừng ấy ra ấy miền đất bọt nam từ là thì nó xông chập hay lúc đại school đây mà thi sản xuất khung phía bộ phía đại tỷ thì sơn sóc bộ phim đang thật nơi cái lai nhà đấy và bản con là lư cái pháp trong thà cái lai thà như ai như gì liên nhưng pháp thà bữa ai thử khỏi giặt chun được đặt cốc ấy à như dương bộc lực người như những gì liên nhá mình xua cốc nơi na lư cái pháp thà nơi phải quay ra chứ và thà ở trong tự đo lọc trong đại bàn tự không và hay lúc đã lưu thà nà nà chín nè thưa bà thiên mình đi săn sóc sải spay nông tí nhóm mình lưu chứ bà đây bà văn con đã thà nè đại kí lực và lại như cho mũi nhóm cái chấm lâu nó cái được những cái ai bạn đăng khai rằng cái thà một
lạnh bằng tên như thế thì dân Nhật vô ấy ta đặt lạnh bằng tên dân lưu một chân mà bà ở quân hay sao mày miền chấm luôn mới Việt Nam ta lúc đây bàn từ sao một phum bị giật cho mùi nâng Việt Nam đại đại tí về là Việt Nam châu một đòn thật đầy Campuchia và chúng nó nâng chấm một đại bàn từ thế và nơi đại sang cầu như thế nào đây là bàn tay đòn đồng hồng bà ông quân hay hiệp tổ tân hiệp đòn được chuyển từ phạm minh vì cả việc đây lục cho gram mặc là vén xong chết lên cho gram mặc là vén Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais une question à poser à notre témoin. Ce matin, Monsieur le témoin, on vous a interrogé sur le secrétaire de la division 5, une personne qui s'appelle Eng Kim. Et vous aviez dit que vous ne saviez pas si Eng Kim a été l'adjoint de la division 4 lorsque Eng Samrin était la tête de cette division. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin? Oui, je vous ai dit ce matin. Thực mình không đâu chỉ mình bàn thờ hình cầm còn phò lệch buồn đấy và không còn thờ được hình chỉ mình thì còn phò lệch trầm và nó còn phò lệch buồn mà thờ hình kín mình còn phò lệch buồn đấy và bàn gì thực mình thờ được bàn gì thờ hình kim còn phò lệch buồn đấy và còn thờ được hình chỉ mình nói nông và mình đăng là phản năng lúc giờ cầm tao mặc là với hình kim men e nhỉ mà cái nhóm số một phải cho là sạc nhóm an mình chịu ba về sạc máy tam lục về bị bực mà nhưng est-ce que vous pouvez nous dire si vous savez ce qu'il est devenu ce que cette personne est devenue Yang Kim rồi mà khai thì mà đội mua mà thì Yang Kim Bình Hành Kim ta đang thà quan nó là ta miền rừng ai cát làng gì vừa quan đấy cái chạp quát được chưa mày nhưng bàn thường bà thế bà còn thà rừng chạp mình chạp nhưng mà bàn thường toàn này thế hay thế cấp mong cô mình ban khư chụp quạt phong mà còn là lưu từ chúa mà còn là một mọn đang định mạnh mà xong mà chọc mà D'accord. Mais est-ce que vous avez entendu dire si cette personne avait été arrêtée? Et si oui, est-ce que vous savez quand elle a été arrêtée? Ban lư kia nhìn thấy tha quạt trở ban kia chạp luôn nắng quạt trở ban kia chạp luôn đầu pel nà đài. Bà đi kia chạp luôn nó pel trăng. Thà cái chặt luôn đôi khi mình chạy mình thà khi mình bàn khơi thế khi mình đăng tay tay bờ thà bờ sân na chỉ cái chặt luôn chặt ở bên cái chặt to to ở nông bàn phần mình đăng pin mà na có khi mình bàn đăng đây bàn cả nông phơi rồi rồi ta rút luôn nẹn mà Yeah, je vous pose cette question parce que ce matin, il a été suggéré que Kim pouvait peut-être
être la personne qui aurait dénoncé au centre un complot d'examen. Voilà, je précise que je n'ai pas d'autres questions. If I may, for the record, then as well, គឺបានសរសេរថាជាសភារបស់បែនខណិនគឺជាអនុប្រធានកងពលទី4ទី5ត្រូវបានបង្កើតឡើងគឹមបានក្លាយទៅជាប្រធានកងពលទី5មិនច្បាស់ So Kim was deputy chief of the fourth division and later when the chief was arrested, the chief was arrested together with illisible is used, and here it is in English the word unclear. How can long cars say Agassan? Because that means that people might have much bah. J'ai simplement posé des questions parce que ce matin vous évoquiez compléter les questions que vous avez posées ce matin. Oui, Monsieur le Président. Avant de marquer la pause, vous pouvez peut-être savoir que du côté de l'équipe de Kyosampan, nous n'avons pas de questions complémentaires pour les témoins. លោកវិធានក្រុមខាងយើងនេះអត់មានសំណួរទេអញ្ចឹងបាទជាអស់លោកសេចក្ដីក្រុមអាចអ្នកឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញបានលោកវិធានបាទអគុណនៅព័ត៌មានដ៏ល្អនេះបាទអង្គជំរះសូមអគុណលោកសិនអឹងសមាការស្ដាប់សេចក្ដីកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាក្សីរហូតដល់ពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសេចក្ដីកម្មរបស់លោក នឹងអាចរួមភារកិច្ចក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្រីនេះឥឡូវនេះវត្តមានរបស់លោកនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាយវល់កាន់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់លោកឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកមានទុកភាពល្អជួបតែសំណាងល្អបានដឹកសុខដូចចម្រើនហើយមន្ត្រីអង្គជំរះក៏សូមអគុណផងដែរលោកត្រីសុខសុជាតាមេធាវីប្រឹក្សាសាក់ទីឥឡូវនេះលោកត្រីអាចសម្រាកបានហើយមន្ត្រីតុលាការរំរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាក រំរួលជាមួយបុគ្គលិកអង្គភាពកម្ពុជាសាក់ទីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកសិនអឹងធ្វើត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់គាត់ឬគោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសម្ដនការជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្ដនការប្រើប្រាប់លេខកម្មសាក់សី PTC W 960ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:00សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដនការសម្រាប់ចុះ